Tỉnh Bình Thuận nằm ở vùng duyên hải miền Nam Trung Bộ với lợi thế biển xanh, cát trắng, nắng vàng, khí hậu ổn định quanh năm đã trở thành điểm đến du lịch được mệnh danh là thủ đô resort từ năm 1995. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây thì khu vực này dần kém cạnh tranh so với các tỉnh thành khác khi chưa có thêm những đầu tư xứng tầm. Và mới đây, với chứng nhận trở thành khu du lịch quốc gia đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như là thách thức cho chính quyền tỉnh Bình Thuận để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Như tại Bình Thuận. Hàng trăm các khu du lịch nghỉ dưỡng đã tồn tại hàng chục năm qua. Việc khai thác cũng dần kém hiệu quả, kém hấp dẫn với khách du lịch. Việc thiếu các sản phẩm du lịch đặc sắc, thậm chí thiếu luôn một quy hoạch tổng thể cho ngành du lịch của địa phương. Thực trạng này đang đặt ra nhiều thách thức cho lãnh đạo chính quyền Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khi mà khu vực này vừa được quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia. Những khu resort đã lên tới hàng chục năm tuổi, những bãi biển còn hoang sơ, trượt đồi cát, lướt ván dù lượn. Bao năm qua, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận vẫn chỉ như thế. Du khách vẫn đến, nhưng giá trị gia tăng từ ngành không còn nhiều. Lãnh đạo tỉnh cũng thừa nhận việc phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch chưa phong phú. Những cái sản phẩm hiện nay mình cũng chưa có đa dạng phong phú thì phải cố gắng kêu gọi cho được. Những cái sản phẩm ví dụ như là, như tôi nói là vấn đề thể thao biển hoặc là những cái khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại thì mình cũng phải là và cũng hình thành những cái ban quản lý kịp thời để mà nó đủ sức để quản lý khu du lịch quốc gia. Sau khi được công nhận là khu du lịch quốc gia, Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trở thành một trong 6 điểm đến du lịch quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là xác định về mặt thương hiệu, khẳng định vị thế so với các điểm đến khác, chứ hiện nay vẫn chưa có một chính sách riêng nào cho khu du lịch quốc gia. Do đó, theo các chuyên gia, tùy thuộc vào vị trí, quy mô và khả năng phát triển, lãnh đạo địa phương phải là người kiến tạo các mô hình quản lý giúp du lịch địa phương phát triển. Đó là nó góp phần để kiến tạo ra một cái hệ sinh thái. Một cái hệ sinh thái rất bền vững cho cái ngành du lịch nó phát triển. Mà đặc biệt là các khu điểm du lịch, nhất là khu du lịch quốc gia thì nó có cái tính đặc thù rất cao. Cái quan trọng rất nhiều những cái chính sách hiện nay chúng ta vẫn đang còn thiếu, đúng không? Chưa thực hiện được cho cái khu du lịch quốc gia để nó phát huy được cái vai trò của nó. Cái đó là cái rất là cần thiết để chúng ta phải đầu tư chất xám, nguồn lực vào để chúng ta giải quyết được những cái nút thắt, những cái cản trở bằng chính sách đó. Đúng không? Vấn đề về quy hoạch như thế nào? Đúng không? Vấn đề về chính sách đất đai như thế nào cho nhà đầu tư để người ta yên tâm, người ta đầu tư càng lớn. Bởi khi người ta không yên tâm về cái sở hữu thì người ta sẽ không dám đầu tư lớn được, đúng không? Đấy, và như vậy thì chúng ta chỉ cuối cùng đầu tư manh mún nhỏ lẻ. Mà manh mún nhỏ lẻ thì em biết rồi là cái giá trị nó không cao. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết hiện nay đã thuê đơn vị tư vấn quốc tế thực hiện việc quy hoạch lại các khu du lịch. Các vấn đề về tái tạo tài nguyên thiên nhiên, tăng chi đầu tư hạ tầng sẽ được tỉnh chú trọng. Dự kiến 2 năm tới, cao tốc nối Dầu Dây Phan Thiết sẽ được hoàn thành, sân bay Phan Thiết cũng đang được tái khởi động. Đây sẽ là những cú hích cho ngành du lịch của Bình Thuận trong thời gian tới. Hiện nay khi đến với lại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, không khó để chúng ta có thể bắt gặp được hình ảnh những công trường, đại dự án, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được thi công rầm rộ tại địa phương này. Theo số liệu thống kê của tỉnh Bình Thuận, thì tính đến nay, tỉnh này đã thu hút được khoảng 195 dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng với trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ. Và có thể nói thu hút vốn đầu tư tư nhân, thu hút những con xíu đầu đàn trong ngành này đang và sẽ đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương này thời gian tới. Theo các chuyên gia, việc thu hút đầu tư tư nhân là nhằm tập hợp sức mạnh trí tuệ và sức sáng tạo từ nhiều phía để tạo cho Bình Thuận những sản phẩm du lịch mới đặc thù rất riêng cho địa phương này. Chính quyền không cần phải đi làm những cái việc đó. Chính quyền không có đủ kỹ năng, không đủ kiến thức và không ở cái vị trí để có thể đi nghĩ thay cho thị trường cái việc đó. Ngược lại, chính quyền lại rất là cần ở cái vai trò khác là anh phải kiến tạo, thúc đẩy, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân tham gia vào. Theo đại diện Tổng cục Du lịch, đây là vấn đề bức thiết, bởi việc thiếu các sản phẩm đặc thù đã làm giảm sức cạnh tranh của Bình Thuận với các thị trường khác như Nha Trang, Phú Quốc. Cần phải có những cái chế độ, cái chính sách để phát triển các cái sản phẩm đặc thù, kết hợp mà phải tạo ra cái sự khác biệt giữa du lịch của Bình Thuận với du lịch biển của các địa phương khác, rồi kết hợp với cái nền văn hóa đặc sắc ở đây để biến cái tiềm năng du lịch đó trở thành những sản phẩm đặc độc đáo, có cái sức cạnh tranh, sức hấp dẫn đối với địa phương. Thực tế, đây là điều mà các nhà đầu tư vào Bình Thuận cũng nhìn thấy. Do đó, trong chiến lược phát triển tại tỉnh này, nhiều nhà đầu tư đã đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ so với các thị trường khác. Ví dụ, đại diện tập đoàn này cho biết, với dự án siêu thành phố biển du lịch sức khỏe Nova World Phan Thiết, quy mô lên tới 1.000 ha, giá trị đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ, sẽ mang lại nhiều màu sắc mới, góp phần đưa Bình Thuận thành điểm đến quốc tế trong thời gian tới.
Thực ra là Bình Thuận là ngày xưa đã từng là một cái thủ phủ của resort rồi, và ở đây là không có những cái hình thức du lịch như là du lịch thể thao, du lịch sức khỏe, du lịch golf, du lịch ngôi nhà thứ hai. Và chúng tôi là những người mang những sản phẩm đó đến du lịch để góp phần làm đa dạng hóa các sản phẩm của du lịch Bình Thuận lên. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh sẽ có những chiến dịch thu hút đầu tư bằng các cơ chế ưu đãi hấp dẫn. Ví dụ như giảm giá đất để nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giảm một nửa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc để giúp các dự án đầu tư tại đây đi vào hoạt động sớm hơn dự kiến. Nhiều chuyên gia ví Bình Thuận như một viên ngọc thô rất cần những nhà kim hoàn là những nhà đầu tư lớn đến đây để mài giũa, giúp viên ngọc này trở nên sáng bóng hơn. Với các chính sách ưu đãi, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030, nơi đây sẽ trở thành điểm đến hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.